Trời ơi, anh em đã nhìn thấy gì chưa? Một banner mới vừa mới xuất hiện ở bên server Trung Quốc, server China. Và đó là Hokage đệ nhị, vâng ạ, cụ nhị đây anh em. Đó là cụ nhị Tobirama Senju. Dành cho anh em là chưa biết thì đây là một trong những ninja mới nhất xuất hiện ở bên server Trung Quốc nha anh em nhá, server China. Ninja mới nhất xuất hiện luôn. Và ngày hôm nay nó có cái banner vì mấy lần trước mình có loanh quanh đi xem thì chưa nhìn thấy cụ nhị bao giờ đâu, nhưng mà hôm nay thì mình đã nhìn thấy Tobirama Senju rồi anh em ạ. Cụ đệ nhị đã xuất hiện rồi và chúng ta sẽ cùng xem cái banner như anh em nào nhá anh em nhá. Đến đây. Và cách sở hữu được cụ đệ nhị này anh em này. Đây là nó sẽ có một kiểu vòng quay mới nha anh em nhá. Vì cụ là tư chất 3S này anh em nhìn này. Đây là tư chất 3S, nó sẽ có một kiểu vòng quay mới, nó sẽ khác với tư chất SS này, tư chất SS cộng này. Và tư chất cao nhất đó là tư chất 3S nha anh em nhé. Thì em nhìn thấy loanh quanh là cụ là hệ thủy nha anh em nhé, hệ thủy nha anh em nhé. Đây hệ nước anh em ạ. Về chi tiết bộ kỹ năng thì mình sẽ trang ship và dịch cho anh em sau nhé, lên một clip riêng. Còn cái clip này chúng ta sẽ chỉ nhìn về cái banner này thôi. Đó, clip này chúng ta sẽ chỉ nhìn về cái banner cụ đệ nhị ở đây thôi anh em nhé. Tashira à gì à? Tobirama nha anh em nhé. Hồi gọi đệ nhị, cụ nhị cho nó dễ nha anh em nhé. Và đây là cái cách mà gì nhở, vòng quay với cụ xuất hiện anh em này. Chúng ta sẽ em nhìn này, hạn giờ nó rất dài anh em nhá, tận 17 ngày cơ anh em nhìn thấy không, tha hồ thời gian để cho anh em chơi và có cơ hội để sở hữu cụ nhá. Và để mà sở hữu cụ thì anh em chỉ cần ghép 80 mảnh thôi, rất đơn giản. Mặc dù là tư chất 3S anh em nhá, mặc dù là tư chất 3S nhưng mà cũng chỉ cần đến 80 mảnh thôi. Mình cứ nghĩ là nó phải cần đâu đó tầm khoảng 150 mảnh hay là hai hay là ít nhất là trên 120 mảnh trở lên đấy, đúng không? Vì tất cả những cái tư chất SS cộng cũng cần có 80 mảnh ấy. Tư chất SS 80 mảnh, tư chất SS cộng cũng 80 mảnh. Mà đây đến tư chất 3S cũng chỉ cần 80 mảnh nên là các bạn đã ghép được cụ rồi anh em nhá. 80 mảnh thôi, nó khá rẻ anh em. Và đây là cái vòng quay này anh em này. Một lần sẽ tốn là 200 rio, một lần tốn là 200 rio và 10 lần sẽ tốn là 2000 rio anh em nhá. Và nó sẽ có xác suất này anh em nhìn này. Một lần có xác suất anh em nhé, 30% anh em sẽ nhận được một mảnh của cụ, 10% anh em sẽ nhận được hai mảnh của cụ, 20% anh em sẽ nhận được năm cái thủy hồn này, mình gọi là thủy hồn, mình không biết chính xác là cái gì, mình cứ gọi là thủy hồn đi vì nó có hồn nước anh em này. Và 10% nhận được 10 cái thủy hồn này anh em nhé, và 5% nhận được 88 Rio. Và cái thủy hồn này dùng làm gì thì anh em biết đấy, chắc là nó sẽ đổi cái gì đó anh em nhé. Đó, chắc chắn là nó sẽ đổi cái gì đó. Đây mới là à, đây phải nạp nha anh em nhá. Cái này thì không bán bình thường anh ạ. Cái gì đấy? À nguyên liệu anh ạ. Đây là dương nguyên liệu anh em nhá. Dương nguyên liệu này, nó dương để up thẳng lên nha anh em nhá. Up thẳng phẩm lên thẳng luôn anh em. Dương để up hết đồ lên lên chắc là phẩm tím nha anh em nhá. Thì ở cái này nó sẽ không bán vé anh em ạ. Vé của cụ thì không bán anh em nhá. Đây vé quận nó khác, không biết là có vẻ giống quận bên xem Việt Nam hay không, nhưng mà cái này bắt buộc anh em phải mua bằng tiền anh em nhé. Chúng ta không thể mua bằng Rio được, bắt buộc anh em phải mua bằng tiền thì nó mới cho nạp, bắt buộc phải nạp mới có vé anh em nhé, bắt buộc phải nạp mới có vé. Đây mình sẽ cái thủy hồn thì đổi đây anh em. Đây cái thủy hồn này anh em sẽ đổi được hồn vũ khí của cụ này anh em. Hồn vũ khí của cụ là cái áo giáp nhé, vì cụ Tobirama này, cụ đệ nhị này là thiên về thủ nhỉ anh em nhỉ. Đây anh em kiếm được 1000, vậy là chúng ta vừa tranh thủ quay cụ lại còn vừa có thể cơ hội anh em quay nhiều để có cơ hội nhận được nhiều cái thủy hồn này và đổi được cái hồn vũ khí nha anh em nhá. Đây chắc chắn là hồn vũ khí rồi. Ngoài ra các bạn sẽ đổi được những mảnh của tướng SS như kiểu là Pain này, tiên nhân Kabuto này, hay là mảnh vạn năng này, SS này, mảnh vạn năng SS cộng này. Và đây là cái dương đây là dương hồn vũ khí à? Anh em chính xác là dương hồn vũ khí nha anh em nhá. Dương hồn vũ khí nha anh em nhá. Có lẽ là vậy. Mình nhìn loáng thoáng là mình không biết có chính xác hay không. Đó là về cái event của cụ đệ nhị Tobirama nhé, à Tobirama nha anh em nhé. Đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem này. Mình sẽ thử luôn 17 ngày mà tha hồ chơi nha anh em nhé. 17 ngày thì với cái số lượng Rio này của mình không biết có chơi nổi hay không nhỉ. Mình sẽ thử một phát này anh em. Ấy, một phát được hai hồn anh em nhé. Một phát được hai cái thủy hồn này. Đấy anh em nhìn không, nó sẽ có xác suất anh em nhé. Xác suất đây. Xác suất đây anh em nhé. Nói chung là cũng thốn đấy, để mà chơi được 17 18 ngày cơ mà anh em, đúng không? Cho cứ tích lại đã để xem như thế nào đấy anh em nhá. Cứ tích lại để xem như thế nào. Đấy cách chơi với gì nhỉ? Cái cụ nha anh em nhá. Đây là bộ kỹ năng của cụ này anh em này, hệ thủy. Hệ thủy thì anh em biết rồi, có Kiseme, có lẽ là hệ thủy nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại này ở xem Việt Nam ra rồi, Kiseme. Đúng không? Võ sĩ mà VIP 8 mới cơ hội nhận được nha anh em nhá. Đấy là cái cách sở hữu cụ nha anh em nhá. Từ chất 3S. Đây, mình sẽ cho anh em xem kỹ năng của cụ nha anh em nhá.
Đây là kỹ năng của cụ này, anh em hãy nhìn này. Sẽ giảm tốc xuống 1 này. Anh em nhìn này, ấy. Triệu hồi, tấn công toàn bộ kẻ địch, không biết là toàn bộ kẻ địch hay là hàng trước đây nha. Ấy, à hàng trước nha anh em ạ. Tấn công một hàng dọc, tấn công hàng dọc, tấn công hàng trước. Không biết là nó sẽ dịch là hàng trước hay là hàng dọc nhỉ. Tấn công một hàng trước kẻ địch, gây sát thương toàn bộ anh em. Ngoài ra đánh dấu nha anh em nhìn nhé, cái mũi tên đánh dấu. Ui, hồi lộ, hồi chắc ra lên nhanh thật. Không biết là hàng dọc hay là đánh trước đây nhỉ. Một mục tiêu địa chỉ như này, chắc là đánh hàng dọc. Chắc đánh hàng dọc như này anh em. Đánh hàng dọc đi anh em nhá. Đấy là tuyệt kỹ của cụ ấy. Đấy, anh em nhìn hệ thủy đấy, có Kiseme có lẽ là có sự hệ thủy hot nhất thời điểm hiện tại này bên kia đâu. Cụ anh em nhìn thấy có điểm tích ấn, có cái tích ở trên này anh em nhá. Có 3 điểm tích ở trên này anh em nhìn cái vàng vàng như cụ không? Đấy, tiêu hao một tích không biết là bút cái gì này anh em. Đấy, anh em nhìn không? Có 3 cái dấu vàng vàng, cái hình tứ giác vàng vàng ở trên này, hình con thoi vàng vàng ở trên này. Vừa tiêu mất một điểm, còn vừa tiêu mất một điểm. Vừa nãy có 3 điểm thì cứ tiêu dần anh em. Không biết là cái này nó sẽ bút cái gì nha anh em nhá. Nhưng cảm giác cụ lên nộ nhanh lắm anh em. Ừ, ấy tiêu hết điểm này. Tiêu hết điểm hình như là bút nộ hay sao. Ờ, tiêu điểm, tiêu cái điểm vàng vàng trên đầu của mình để bút nộ cho đồng đội hay sao nhá. Đây là mình nhìn nó thoáng lên nha anh em nhá. Kỹ năng của cụ ơi. Anh em này nhìn thấy. Rồi. Ui hồi. Ôi rồi ôi. Kinh chưa anh em. Kinh chưa. Kinh chưa anh em ơi. Kinh chưa anh em nhá. Cùng xem lại nhá anh em nhá. Cùng xem lại kỹ năng của cụ đệ nhị Tobirama Senju anh em nhá. Nào. Đấy, anh em nhìn đâu, vào cái là tiêu luôn. Tiêu luôn một cái điểm vàng trên đầu nhá. À, về bộ kỹ năng thì mình sẽ lên một clip sau, dịch thuật riêng để cho anh em có cái nhìn rõ ràng hơn về cụ nhá anh em nhá. Còn đấy clip này thì mình chỉ chia sẻ cho anh em cái cách để mà để có thể sở hữu được võ sĩ tư chất 3S. Ờ, anh em có thể sở hữu tư chất 3S thì nó sẽ cái giá nó chắc chắn là nó sẽ chát hơn là so với võ sĩ 2S rồi nha. À, võ sĩ 2S hay là SS cộng chắc chắn là cái giá nó sẽ khác anh em nhá. Cái giá chắc chắn là nó sẽ khác. Cái giá chắc chắn là nó sẽ khác nha anh em nhá. Anh em nhìn nhá, tí nhìn cụ tiêu điểm đi xem bọn này nó hồi hết nộ nha. Không liên quan lắm. Ờ không liên quan đến. Nhưng mà chắc là cụ tiêu để bút cho bản thân mình thì đúng hơn. Có lẽ cụ tiêu để bút cho bản thân mình thì đúng hơn anh em nhá. Vì bọn hệ thủy này nó cũng tự lên nộ mà. Bọn hệ thủy này nó cũng tự lên nộ mà anh em, đúng không? Bút vàng vàng sáng sáng quanh người anh em nhá. Nói chung là đã làm tư chất 3S thì chắc chắn là ngon rồi. Mình chưa đọc bộ skin đâu, mình mới nhìn thôi đúng không anh em. Mình chưa đọc bộ skin đâu nhưng mà mình mới nhìn thôi lại. Chúng ta chưa dịch thuật, chưa cắt nghĩa bộ kỹ năng của cụ đâu. Nhưng mà mới này thôi đã thấy nó cụ ngầu rồi đấy đúng không. Cụ ngầu ấy, cụ là một trong những ngầu lòi đấy nha anh em nhá. Chắc chắn là hệ thủ rồi, khả năng, à không phải hệ thủ anh em ạ. Không phải hệ thủ đâu. Cụ không phải hệ thủ đâu anh em. Nếu mà hệ thủ thì nó sẽ có cái khiên đây, hệ cụ cái hệ này này, hệ bút. Ờ vậy là hệ bút anh em, cụ là hệ bút nha anh em nhá. Đấy, ngầu lòi chơi nha, ngầu đét xin nè luôn chưa, ngầu đét đèn đẹp chưa, đừng đùa với cụ nhá. Rồi mình cứ túc tắc mình chơi thôi được anh em. Xem nghiên cứu ở tận 18 ngày cơ mà anh em, tận 18 ngày cơ mà anh em đúng không. Nó cho tận 18 ngày liền đúng không? Quay một con tướng cho vòng 18 ngày thì có cơ hội anh em sở hữu nha anh em nhé. Để xem mình có cơ hội sở hữu hay không. Hiện tại mình đang có 9.000 Rio. Nào nếu mà kịp thì chúng ta sẽ sở hữu. À đây còn có cả thêm một cái event nữa anh em nhé. Event liên quan đến Conan anh em này. Ờ anh em nhìn này. Chúng ta sẽ tích chắc là cái này là chắc là clear cái gì đó anh em được. Tích và đổi được. Đây đổi huy hiệu này anh em này. Anh em nhìn đâu. Đây là đổi huy hiệu nha anh em nhé. Đây là đổi huy hiệu này. Đó, đổi huy hiệu anh em nhé, còn huy hiệu và cả sách luôn này, cả huy hiệu và sách thức tỉnh luôn, bí kíp thức tỉnh luôn. Các bạn có thể đổi được mảnh SS này, đổi được đây là thức ăn này. Còn đây là thiên phú này, điểm thiên phú này, đá thức tỉnh này, hồn này, cái này là thức ăn này, cái này thức ăn nha anh em nhé, expert sách expert này. cái này các bạn sẽ đây là quà nhé các bạn nhé, quà các bạn, đây là trang phục của Conan này các bạn này, cô dâu. Trang phục nhìn rất cô dâu nhé các bạn nhé, trang phục nhìn rất cô dâu nhé anh em nhé. Đây sự kiện còn 2 ngày anh em này, và để sở hữu được trang phục nó đây, anh nó không ghi, nó không cho anh em xem cái trang phục này, người ta không nhìn được nhé. Đây chắc chắn là trang phục của skin Conan anh em nhé.
Tiếp theo ở đây là nó sẽ mua này anh em này. Đây anh em sẽ mua hoa hồng này. Cái này giống như cái shop mua nhá anh em nhá. Mua có thể mua bằng, gần như là các bạn sẽ phải mua bằng bằng tiền hết. Các bạn mua bằng tiền hết, không có gì mua bằng Rio được anh em nhé. Tiếp theo, đây là cái gì vậy? Đây là chắc là đi vượt ải. Vượt ải được cái gì đó nhá anh em nhé. Đúng không? Chắc là cái hoạt động gì liên quan đến vượt ải anh em. Chắc là hoạt động gì liên quan đến cái vượt ải anh em nhé. Mình đoán thế thôi, không biết như thế nào rồi anh em. Đó là hai cái sự kiện mới nhất đã xuất hiện ở bên server chung mà mình giới thiệu các bạn cái cách để sở hữu được một võ sĩ tư chất 3S. Làm thế nào để sở hữu được một võ sĩ tư chất 3S nha anh em nhá. Đó. Với cụ Tony, với cụ đệ nhị Toby Rama anh em nhá. Có hai vé ở đấy. Đấy, hiện tại thì mình đang chơi cái ác cùi bắp của bên này anh em. Nói chung là chơi vui vui thôi, xem nó có những cái gì hot ở trong này nha anh em nhá. Vừa chơi vừa trải nghiệm này. Ác này mình đã chơi đến ngày 8 anh em, đúng không? Ngày 8 vừa đủ lên level 42 vừa đẹp đấy. Đúng không nhỉ? Chắc chắn là ngày hôm nay mình lên level 42 rồi. Cái ác này chắc chắn lên level 42 rồi anh em nhá. Anh em nhìn ông Hanzo nó ém tôi, nó ám tôi từ bên Việt Nam sang sang bên này vẫn Hanzo anh ạ. Sang bên này vẫn Hanzo được. Ám ghê thật 10.8. Sang bên này vẫn bị Hanzo nó ám anh em nhá. Cũng chạy đâu được. Đấy, level 41 với cả hôm nay mình mua XP các thứ là vừa đủ level 42 kết hợp với sự kiện tiêu bí kỹ nha anh em nhá. Nhưng mà đang suy nghĩ lại khi mà đang có sự kiện của cụ kia thì còn đang suy nghĩ lại anh em kìa, đúng không? Đang có sự kiện của cụ ấy kìa. Còn đang suy nghĩ lại kìa anh em kìa. Đang có sự kiện của cụ đệ nhị ấy kìa anh em kìa, còn đang suy nghĩ lại. Có nên mẹ mày tận 18 ngày cơ mà anh nhá. 18 ngày khi đủ cho mình tích cóp đó tầm khoảng 20.000 Rio đấy chứ, đúng không? Đủ cho mình để tích cóp đó tầm khoảng 20.000 Rio là có thể với ba vẫn có thể chơi được cụ ấy nha anh em nhá, đúng không? Nên cứ từ từ xem tình hình như thế nào đã. Bỏ qua bí kỹ của ngày thứ 8, bỏ qua bí kỹ của level 42 đã, đúng không? Chúng ta chơi cụ ấy cho nó độc và lạ dị, đúng không em? Nếu mà chơi lâu dài thì mình khuyên các bạn là lấy bí kỹ. Đúng không? Nhưng mà đây là chúng ta chơi trải nghiệm nên có lẽ là mình sẽ dồn Rio vào để lấy cụ anh em ạ. Nhưng mà xác suất thấp lắm, 2000 một lượt quay. Hiện tại được 20 lượt quay thì chắc chắn nó cũng chưa chắc đã ghép, nó cũng có đủ mảnh để lấy cụ đâu anh em. Thốn anh em, tư chất 3S nó vẫn thốn lắm, không lấy được đâu. Khả năng là không lấy được. 80 mảnh mà xác suất đúng không anh em? Xác suất ở đây thì quên lại vấn đề là tốc độ 1 nào lâu thế. Cái xác suất này anh em 80 mảnh. Nói đơn giản vãi nhỉ, 80 mảnh nhỉ? Có đúng 80 mảnh nha anh em nhé. Đây ra xem là xác suất nha anh em nhé. Đây mình đơn giản đây anh em nhé. Một lần quay nha anh em nhé. Nào cùng xem tính xác suất nha anh em nhé. Một lần quay nhá. Ví dụ mình cứ cho là tất cả lần quay của mình đều rơi vào cái này, đúng không? Đều rơi vào hai mảnh, đúng không? Đều rơi vào hai mảnh nhá. Mà 2 nhân 80 chia 2 là 40 lần, đúng không? Ít nhất là tất có nghĩa là lần nào mình quay mình cũng vào hai mảnh nha anh em, là mình phải quay 40 lần. Đúng không? Mình phải quay 40 lần. 40 lần tức là 40 lần là 20 x 4. Là quay 4 lần ở đây là 8000 Rio anh em ạ. Có nghĩa là xác suất mình vào, có nghĩa là bét nhất cái gì nhỉ? Cái Rio tối thiểu mình cần là 8000 Rio anh em ạ. Nếu mà đấy trong trường hợp là tất cả đều vào cụ, đều vào hai mảnh thì anh em nhá. Đúng không anh em? Tất cả đều vào hai mảnh nha anh em nhá. Nhưng mà xác suất nó vào cái này còn kinh hơn anh em. Mẹ nhá, mà nó ảo nhỉ. Rõ ràng ở đây ghi là xác suất 20% nhận được 5 mảnh nhưng mình chỉ nhận được 2 mảnh như này anh em này thôi. Chỉ nhận được 2 cái thủy hồn này thôi, nghĩa là nó còn thấp hơn cả cái này nữa nha anh em nhá. Nó nghĩa là nó còn thấp hơn cả cái này nữa cơ. Có nghĩa là nó còn thấp hơn cả cái này nữa cơ. Có nghĩa là 20% nhận được 5 mảnh, còn đâu bình thường là các bạn sẽ nhận được 1 đến 2 cái thủy hồn anh em hiểu không? Đúng không? Nó cực kỳ khó nha anh em nhá. Đấy, anh em hình dung không? Cực kỳ khó nha anh em nhá, không đơn giản đâu. Vậy là bét nhất là ít nhất là mình cần là 8000 Rio. 8000 Rio thì mình phải x 5 lần lên. Mình phải x 5 lần lên. Thì may ra vậy là x 5 lần lên là 8000, 8 x 5 đâu đó tổng khoảng 30 đến 40000 Rio thì may ra mới có cơ hội sở hữu một cái võ sĩ tư chất SS. Anh em nhá, một võ sĩ tư chất 3S như thế này. Đó, mình tính đơn giản thôi anh em. Đấy là mình tính cái xác suất nó còn cao nha anh em nhá. Nó sẽ rơi vào đâu đó tầm khoảng 40.000, 50.000. Nếu mà để an toàn thì mình nghĩ nó phải rơi tầm khoảng 50.000 Rio thì các bạn mới có cơ hội để sở hữu một võ sĩ tư chất 3S như thế này. Nói chung là anh em nông dân thì bớt mơ mộng thật.
Ôi nha, nếu mà quay theo kiểu này thì anh em nông dân bớt mơ mộng được không? Không có bảo hiểm, không có bảo hiểm, không có bảo hiểm giống như tư chất ES cộng còn có một cái chút bảo hiểm là chúng ta quay xịt thì quay đến một cái mốc nào đó, ví dụ 120 lần hay 150 lần chúng ta nhận lại được một con tướng đó, ít nhất nó còn an ủi một tí. Đây không có một tí bảo hiểm nào luôn anh em nhá. Tất cả đều chúng ta phải ghép mảnh lại. Bắt buộc anh em phải ghép mảnh. Đó, 80 mảnh. Đấy, mà xác suất cực kỳ thấp nha anh em nhá, đúng không? Xác suất cực kỳ thấp. Xác suất thấp lắm anh ạ, đúng không? 10% ra thôi. Xác suất rất thấp nha anh em nhá, 30% ra một mảnh. Nếu mà tính là 30% ra một mảnh là 80 lần, 8 nhân với 3 là 2 24 nha anh em nhá, đúng không? 8 nhân 3 là 24. Ít nhất là 24.000, ít nhất là 8.000 này, xong đến 24.000 này. Nói chung là phải tầm khoảng 40.000, 40 đến 50.000 Rio nha anh em nhá. Đấy, anh em với tôi chia sẻ để anh em nông dân nào mà thích sở hữu một võ sĩ tư chất 3S thì anh em có thể tích đâu đó tầm khoảng 4 50.000 Rio để mà chơi nhá. Đấy, khuyên thật sự anh em ham hố thì chơi. Còn về cơ bản thì theo mình nghĩ là khoai đúng không? Để mà tích được một cái lượng Rio như thế thì cầm lòng là hơi khó. Vì thật sự là nó có event tiêu tủng các thứ, tiêu rồi tích Rio nó liên tục anh em ạ. Thật sự để mà chơi được là hơi khoai anh nhá. Rồi mẹ cái đéo gì mà nhận kín vào này sợ thật. Làm con quả lại nhận về kín vào hình như nói chung là khoai đúng không, nói chung là để mà sở hữu được là khoai đấy anh em ơi. Ok nhé anh em nhá, clip này thì mình cũng xin phép tạm dừng ở đây để chia sẻ cho anh em cái cách để sở hữu một võ sĩ tư chất 3S mà thôi. Đó, còn clip sau thì mình sẽ lên chi tiết về bộ kỹ năng của cụ đệ nhị Tobirama Senju cho anh em nhé. Thật ra anh em thì cảm thấy mình liếc liếc sang này mình bị không nhớ tên cụ lắm đâu. Mình chỉ biết là cụ đệ nhị thôi chứ mình không không nhớ rõ hẳn là Tobirama Senju được các bạn. Đó, ok nhá, hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo. Clip chi tiết về bộ kỹ năng của cụ nha anh em nhé, cho anh em có cái nhìn nó rõ ràng hơn. Đây, một lần nữa chúng ta thưởng thức lại chiêu thức của cụ. Vẫn gọi là một con rồng nước nha anh em nhá, đúng không? Nó y hệt như con Kisame kìa anh em. Kisame là con cá mập. Kisame là con cá mập, còn cụ gọi là con rồng, đúng không? Đó, cá hóa rồng nha anh em, cá chép hóa rồng này, đúng không? Một con rồng nước nha anh em nhá. Cá chép hóa rồng, có nghĩa dạng kiểu phiên bản nâng cấp Kisame lên, Kisame nâng cấp lên mới lên được thành cụ ấy. Đúng không? Cá chép phải hóa rồng, đây cá mập hóa rồng anh em ạ. À cái đây đánh dấu cái là của Kisame chứ không phải của cụ hay sao anh em. Cái đánh dấu hình như anh em nhìn cái đánh dấu trên đầu con này không? Đây là cái đánh dấu này. Hình như là của Kisame, do mình không chơi con này nhưng mình không biết anh em nhá. Đó, hệ thủy bắt đầu có tướng rồi đấy anh em, đúng không? Đấy. Con rồng này nó hơi phèn, đuôi nó hơi bị gì nhỉ? Đuôi nó hơi bị cụt một tí anh em nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo. See you again và bye bye.